Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ, Dư Thanh Tần Thanh Tâm, chương 7328 đến chương 7337. Tại dưới sự dẫn đầu có một nhóm cường giả và Long Tông, Dư Thanh thuận lợi đi đến lối ra vào thực sự của thần dược cốc. Khi tới lối ra, Dư Thanh liền phát hiện tại lối ra có tồn tại một trận pháp cường đại. Dư Thanh tại phương diện trận pháp cũng là có chút thành tựu nên anh rất dễ dàng liền phá giải trận pháp, lập tức mang theo đám người rời đi. Trải qua thời gian khoảng một ngày, Dư Thanh rốt cục cũng một lần nữa đặt chân lên vùng đất của võ trung giới. Một ngày này Dư Thanh đã phải chờ đợi hơn nửa năm. Trong nội tâm Dư Thanh không thể áp chế nổi sự kích động, nghĩ đến từng chuyện xảy ra ở nơi đây, hai mắt Dư Thanh đỏ bừng, toàn thân vô thức phóng xuất ra một cổ sát cơ nồng nặc. Những cường giả xung quanh bị dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ta, Dư Thanh đã trở về, các người chuẩn bị tiếp nhận lưỡi dao của ta đi. Dư Thanh khẽ thì thào một tiếng. Ngay sau đó, Dư Thanh trực tiếp dẫn người trước tiên trở về phủ thần chủ Bạch Hổ Thành. Cho dù Mã Thế Long lúc trước đã nói cho Dư Thanh biết nơi này đã bị san thành bình địa, thế nhưng là trong lòng Dư Thanh vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này. Chỉ có tận mắt nhìn thấy thì anh mới có thể hoàn toàn chấp nhận. Nơi này chính là nơi anh cư ngụ sau khi đi vào cổ võ trung giới. Đối với nơi này, ít nhiều Dư Thanh cũng có tình cảm. Thế nhưng là nơi này bây giờ lại hoàn toàn vắng vẻ. Ngoài trừ đống đổ nát khắp nơi thì không hề nhìn thấy những cái gì khác. Càng không nhìn thấy Ngô Hùng Bá cùng Mã Siêu, những hảo huynh đệ kia. Trong lúc nhất thời, Dư Thanh lửa giận ngập trời, toàn thân sát khí sôi trào. Thời điểm trước đó, đến cổ võ trung giới, luồng sát khí mà Dư Thanh bùng phát chính là dọa sợ những cường giả bên người kia. Nhưng là cổ sát khí hiện tại này đã trực tiếp đem những cường giả kia chấn bay ra ngoài. Không ít người khóe miệng đều có máu tươi chảy ra. Bản sợ hãi cảnh giác nhìn xem Dư Thanh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nếu thật thì một tâm môn đã từng hùng mạnh và tráng lệ, bây giờ suy tàn tới mức bị san thành bình địa. Đối lại là ai cũng khó mà tiếp nhận được sự thật này. Một lát sau, Dư Thanh cũng khôi phục lại tâm tình, ánh mắt lạnh như băng quanh quét qua đám người chất vấn. Có những tâm môn nào tham dự vào việc này? Lập tức có người tiến lên để những chuyện phát sinh trước đó tại Bạch Hổ Thành kể lại một lần. Dư Thanh lúc này mới biết được những đại tâm môn lúc trước đã tham dự trận đại chiến với giết anh kia đều có tham gia. Dư Thanh lần này trở về chính là vì báo thù. Vì vậy anh liền dẫn người trước tiên tìm tới một đại tâm môn nằm cách phủ thần chủ Bạch Hổ Thành không xa. Sau khi Dư Thanh dẫn theo đám người xuất hiện tại cổ võ trung giới, không ít người nhận ra Dư Thanh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đồng thời cũng bị dọa cho phát sợ. Trời ạ, à, ta đây là phải đang nằm mơ hay không? Ta vậy mà nhìn thấy tên thanh niên kia, ta không nhìn lầm đó chứ? Tên kia vậy mà trở về rồi sao? Thực sự không nghĩ tới hắn lại còn sống, đồng thời còn dám nghênh ngang xuất hiện tại cổ võ trung giới. Đây chính là linh thạch Di Đạt Ma, chỉ cần đem tin tức này báo cho phủ thành chủ Huyền Võ Thành biết, nên có thể có được một lượng lớn linh thạch cực phẩm ma. Nhưng là những người phía sau hắn kia làm sao lại giống như cường giả và Long Tông như vậy chứ? Giữa và Long Tông cùng hắn không phải là có thâm cừu đại hận hay sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ già hóa này sớm đã đầu nhập dưới trướng Mã Tông Chủ, trở thành chó xanh cho Mã Tông Chủ rồi sao? Chắc không được, nhiều tông môn cũng không tìm được ra tung tích của hắn như vậy. Hóa ra là Mã Tông Chủ đã thu lưu hắn. Coi như hắn có đầu nhập Mã Tông Chủ, nhưng là hắn hiện tại trực tiếp xuất đầu lộ diện, không có chút ý tứ nào trốn tránh mọi người. Nếu không sợ bị người đi tố cáo hay sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cho nên Mã Tông Chủ có thực lực đối kháng cùng các thần chủ rồi sao? Đám người cổ võ trung giới nhìn thấy Dư Thanh biến mất hơn nửa năm đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ không thôi, giống như gặp phải quỷ lẫn đi thật xa. Đồng thời bà hắn còn nghị luận ầm ĩ. Vốn dĩ theo bà hắn nghĩ Dư Thanh có khả năng sớm đã chết, bà hắn lại chưa từng nghĩ tới có một ngày Dư Thanh sẽ lần nữa trở về. Đồng thời theo tin tức Huyền Vũ Thành có cường giả cổ võ thần giới đến, sau đó đã sánh bằng phủ thành chủ Bạch Hổ Thành, thì Dư Thanh cái tên này cũng nối tiếp theo đó, cũng càng ngày càng có nhiều người nhắc tới. Nên như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy Dư Thanh thì bọn hắn đều nhanh muốn quên đi Dư Thanh người này. Cho dù giờ phút này đầu đường vẫn có thể nhìn thấy cáo thị treo thưởng của Huyền Vũ Thành thì bọn hắn vẫn như cũ sớm đã quên đi Dư Thanh. Như là hiện tại thanh niên kinh khủng như ác ma trong truyền thuyết kia lại xuất hiện.
Tân Thanh không thèm để ý tới ánh mắt của đám người xung quanh, nhanh chóng tìm tới một đại tâm môn đã tham gia hủy diệt phố thần chủ Bà Hổ Thành. Tiểu tử, dừng lại, các ngươi là ai? Gia Thanh vừa tới trước cửa tâm môn kia, đệ tử phụ trách trong coi cổng thấy Dương Thanh kể đến không thiện, hắn lập tức rút kiếm ngăn cản đường đi của Dương Thanh. Dương Thanh ánh mắt phát lạnh, một thanh âm băng lãnh như ác ma đến từ địa ngục cổ u vang lên: người giết các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Dương Thanh trực tiếp vươn tay chộp lấy đầu tên đệ tử gác cổng có chút dùng sức. Tên đệ tử gác cổng cực kỳ sợ hãi, kết quả không đợi hắn kịp phản ứng, đầu hắn đã tự như trái dưa hấu bị bóp vỡ ngay tại chỗ. Bước chân của Dương Thanh gần như đều không hề dừng lại, tất cả mọi chuyện diễn ra đều nhẹ nhàng thoải mái, suốt một đường để không ngừng giải quyết sạch sẽ đám đệ tử canh cổng. Mà một màn này có lập tức bị những đệ tử khác tuần tra trong tông môn phát hiện ra. Mọi người mời tới đây, có địch nhân. Những đệ tử kia cảm nhận được cổ sát khí kinh khủng trên thân Dương Thanh, biết mà hắn không phải là đối thủ, lập tức rống to kêu gọi cường giả bên trong tông môn. Rất nhanh từ bên trong tông môn ra ra một đám đệ tử, bán khí thế hùng hổ, đem tu vi bản thân bộc phát đến cực hạn, muốn dùng điều này để chấn nhiếp Dương Thanh. Đồng thời cũng có đệ tử lập tức vận chuyển công pháp, làm tốt sự chuẩn bị tùy thời khai chiến. Còn có một số đệ tử thì cầm linh kiếm, còn những binh khí khác cảnh giác đối mặt cùng Dương Thanh đám người. Cả đám cường giả sau lưng Dương Thanh lập tức có người bước ra, lần lượt quát những đệ tử kia: sâu kiến, lớn mật, thấy Dương Thanh sinh còn không mau quỳ xuống. Những đệ tử kia bởi vì muốn tăng cường tu vi nên ngày bình thường cũng luôn ở tại bên trong tâm môn tu luyện, chắc chừng mà hắn đã nghe nói qua Dương Thanh và cũng đã được nghe nói về đội ngũ cường giả của Mã Thế Long, nhưng mà hắn từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua Dương Thanh cùng những cường giả này. Giờ phút này bán vẻn vẹn cũng chỉ biết Dương Thanh và những người trước mắt này khó đối phó, nhưng căn bản là không biết lai lịch của đối phương. Lập tức liền có đệ tử đứng ra chất vấn: các ngươi là ai, dám đến xông vào Hồng Môn Tông chúng ta, còn nhắm giết đệ tử canh cổng của chúng ta? Tại vì các ngươi là không muốn sống mà đi ra khỏi Hồng Môn Tông chúng ta. Ta khuyên các ngươi, tại trước khi tông chủ và các trưởng lão chúng ta còn chưa đến, các ngươi lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Ta ngược lại có thể giúp các ngươi cầu xin tông chủ chúng ta lưu lại cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này một cái chết toàn thây. Dương Thanh một vẻ mặt lạnh lùng, nhếch mép cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ chỉ là một bầy kiếm hôi cũng dám kêu gào ở trước mặt mình. Mà mấy tên đệ tử kia thấy Dương Thanh cười lạnh, lập tức cả giận nói ra: tiểu tử, người rất phát lối à, ta đến 3 tiếng người nếu là còn không lập tức quỳ xuống cầu xin ta. Không đợi tên đệ tử kia nói hết lời, Dương Thanh đưa tay chỉ về phía tên đệ tử đó. Nháy mắt nhìn thấy Dương Thanh đưa tay lên, tên đệ tử phát lối kia bị dọa đến vô thức hướng về phía sau lùi lại một bước, lo lắng không biết Dương Thanh sắp làm cái gì mình. Thế nhưng để mọi người ngoài ý muốn chính là dường như Dương Thanh chỉ đơn thuần đưa tay chỉ về phía tên đệ tử vừa nói chuyện kia mà không hề làm chuyện gì khác. Bởi vì tên đệ tử phát lối kia ngoài trừ bị giật nảy mình ra thì không hề nhận chút tổn thương nào. Tên đệ tử kia lập tức thẹn quá hóa giận, do thế thì tại trước mặt nhiều người như thế lại bị Dương Thanh chỉ là một động tác đưa tay để làm cho hắn giật nảy mình. Bất chợt tên đệ tử kia lập tức nổi giận nói Dương Thanh: tiểu tử, người có mày nó muốn chết sao, dám chỉ ta, nhìn ta có đem ngón tay của người chặt đứt hay không. Tên đó vừa dứt, tên đệ tử kia liền một bước xa hướng về phía Dương Thanh vọt tới, toàn thân sát khí sôi trào. Chỉ có điều tu vi trên người tên đệ tử kia vẻn vẹn cũng chính là tứ phẩm thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Tại trước mặt những tên đệ tử như sầu kiến này, xem như bọn hắn có hơi cường hãn một chút, thế nhưng là tại trong mắt Dương Thanh ngay cả sầu kiến đều không tính được. Nếu thế thì ngay cả Nhĩ Chu bây giờ vẫn còn chưa đạp lên con đường tu luyện, mà thực lực liền đã đạt tới tứ phẩm thiên cảnh đỉnh phong. Dương Thanh há lại sẽ để ý tới loài võ giả này được sao? Anh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả nhìn cũng đều không thèm nhìn tới. Mà những cường giả đứng tại sau lưng Dương Thanh kia khi nhìn thấy tên đệ tử vách lối thì mặt mũi từng tên lại lộ ra vẻ tràn đầy sợ hãi. Nhìn thấy cảnh này, tên đệ tử vách lối đã phóng về phía Dương Thanh kia, nhất thời trong lòng một trận đắc ý tràn đầy tự tin. Mà những đệ tử khác có Hồng Môn Tông cũng kích động không thôi, vốn dĩ nhìn thấy Dương Thanh khí thế hùng hổ để tâm môn của bọn hắn bắn vào 10 phần khẩn trương, nhưng hiện tại cũng không còn sợ cho lắm, toàn tên đều khoanh tay đứng tại chỗ xem kịch vui, trên mặt đều lộ ra nụ cười, rốt cục không còn thần sắc bối rối như trước đó. Theo mà hắn nghĩ, Dương Thanh đám người nhất định đã bị khí thế của tên đệ tử phát lối kia chấn nhiếp, cho nên Dương Thanh mới không động đậy, mà những cường giả bên người Dương Thanh kia mới thể lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy. Tuy nhiên bà hắn không biết chính là Dương Thanh căn bản vì không sợ hãi nên mới thản nhiên đứng đó. Còn về phần sợ hãi trên mặt những cường giả sau lưng Dương Thanh kia chính là đang e ngại thủ đoạn của Dương Thanh.
bởi vì những cường giả kia đã phát hiện các đệ tử phách lối kia tại một lúc sau khi bị Trần Thanh đưa tay chỉ, giữa lông mày đã có máu tươi chảy ra. Quả nhiên, tại sau khi tên đệ tử phách lối kia vừa phóng đi được vài bước, lập tức liền dừng lại. Hắn vô thức đưa tay sờ sờ trán, ngay sau đó nước mắt nhìn về phía lòng bàn tay, lập tức liền phát hiện ra máu tươi dính đầy tay. Tính đến giờ phút này, tên đệ tử phách lối kia cũng ý thức được có điều gì đó không ổn. Trong lòng hắn lập tức tràn ngập hối hận, cả người cũng hẩn trương tới cực điểm. A, cứu ta! Tên đệ tử phách lối kia vô thức kêu gào một tiếng. Kết quả không đợi những đệ tử Hồng Môn Tông khác kịp phản ứng, tiếng cầu cứu của tên đệ tử phách lối kia liền im bặt mà dừng, thân thể cũng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả sau lưng Nhân Thanh kia sợ hãi trong lòng đối với Nhân Thanh cũng càng lúc càng đậm hơn, đồng thời cũng càng lúc càng bội phục thủ đoạn của Nhân Thanh, cô không còn dám có chút lòng phản nghịch nào đối với Nhân Thanh. Mà những đệ tử Hồng Môn Tông kia lúc này cũng ý thức được tình huống không ổn, nụ cười trên mặt bọn hắn nháy mắt cứng đờ, còn tên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn lập tức xông lên phía trước, lúc này mới phát hiện ra lộ máu dưới lông mày tên đệ tử phách lối kia. Bọn hắn nháy mắt liền minh bạch thời điểm Nhân Thanh trước đó đưa tay chỉ về hướng tên đệ tử phách lối kia để đã giết chết đồng bọn của bọn hắn. Bất chợt những đệ tử kia ném đi thi thể của tên đệ tử phách lối, quay người liền hướng vào bên trong tâm môn bỏ chạy, nên nào còn có dũng khí đối mặt với Nhân Thanh. Bọn hắn vừa chạy vừa đống to, tông chủ nhanh tới cứu chúng ta!